Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. CNN cho hay, cuộc khảo sát ý kiến cử tri mới nhất cho thấy cách biệt dẫn đầu của người sắp được đảng Dân Chủ đề cử, Hillary Clinton, đang nới rộng trên toàn quốc. Bà Clinton dẫn trước ứng cử viên đảng Cộng Hòa Donald Trump với tỷ lệ 47-42%. Báo The Washington Post cho biết, số tiền gây quỹ trong tháng 5 của ông Trump tệ một cách đáng kinh ngạc. Chiến dịch tranh cử của ông ta đã huy động được 3,1 triệu đô la và kết thúc tháng 5 với 1,3 triệu đô la trong ngân hàng. USA Today nói, bà Clinton tỏ ra bất bình về việc Thượng viện Mỹ không thông qua được 4 dự luật kiểm soát súng. Bà Clinton viết trên Twitter một chữ Enough, nghĩa là đủ rồi, cùng với danh sách 49 nạn nhân trong vụ xả súng ở thành phố Orlando. Đó là một số nội dung đáng chú ý. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.